Kính chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi các tin tức mới nhất trong tỉnh Đồng Nai mà chúng tôi vừa cập nhật. Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân huyện Long Thành đã thành lập đoàn giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 tại Phòng Quản lý Đô thị huyện Long Thành. Theo báo cáo của Phòng Quản lý Đô thị, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng của địa phương ngày càng đi vào nền nếp, ý thức chấp hành quy định của pháp luật của nhân dân ngày càng được cải thiện. Các công trình xây dựng có giấy phép tăng vượt so với các năm trước. Tình trạng phân lô bán nền, làm đường trái phép trên đất nông nghiệp đã không còn xảy ra. Bên cạnh đó, các địa phương trong huyện cũng thành lập các tổ công tác về quản lý trật tự xây dựng, đã giúp công tác kiểm tra được chủ động hơn, kịp thời ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Phòng Quản lý Đô thị đã tham mưu xử lý vi phạm hành chính 14 trường hợp, trong đó có 12 trường hợp xây dựng không phép, 1 trường hợp sai phép và 1 trường hợp tái phạm. Tại thành phố Biên Hòa, Sư đoàn 309 Quân đoàn 4 đã tổ chức Hội thi dân vận khéo năm 2023. 4 đội dự thi gồm Khối cơ quan Sư đoàn 9, Trung đoàn 31, Trung đoàn 96 và Trung đoàn 250 đua tài qua 3 phần thi, giới thiệu về đội, kiến thức và xử lý tình huống, sân khấu hóa về cách làm hay, sáng tạo trong công tác dân vận. Hội thi dân vận khéo là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo không khí thi đua sôi nổi cho cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 309 và các đơn vị kết nghĩa. Là dịp để đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm công tác dân vận ở đơn vị cơ sở trao đổi học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay sáng tạo hiệu quả trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa đã có buổi gặp gỡ 20 hộ nuôi cá lồng bè trên sông Cái trong phạm vi dự án xây dựng cầu Thống Nhất, hạng mục quan trọng của dự án đường trục trung tâm kết nối trực tiếp giữa phường Thống Nhất và phường Hiệp Hòa. Tại buổi gặp gỡ, các hộ nuôi cá bè đều đã tiếp nhận thông tin và đồng thuận trong việc di dời để khẩn trương thi công các hạng mục trong công trình xây dựng cầu Thống Nhất. Tuy nhiên, các hộ cũng bày tỏ với lãnh đạo thành phố về việc mong muốn có những chính sách hỗ trợ đời sống kinh tế, công ăn việc làm phù hợp, chuyển đổi ngành nghề, các điều kiện sinh sống và giá hỗ trợ bồi thường. Qua các ý kiến của hộ nuôi cá lồng bè, lãnh đạo thành phố Biên Hòa ghi nhận các ý kiến của hộ dân, đồng thời sẽ phối hợp cùng các sở ngành liên quan rà soát và đề xuất chính sách hỗ trợ cho bà con. Cuối tháng 1 năm 2023, hạng mục cầu Thống Nhất và đường dẫn hai đầu cầu thuộc dự án đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa, đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn được chính thức khởi công xây dựng. Đối với hạng mục cầu Thống Nhất, đến nay nhà thầu vẫn chưa thể triển khai thi công do trong khu vực dự án có khoảng 20 lồng bè nuôi cá của các hộ dân chưa được di dời, khiến dự án gặp nhiều khó khăn. Vừa qua, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi thành phố Biên Hòa đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên. Lễ kết nạp là một buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng giúp các đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú bồi dưỡng nhận thức, trau dồi đạo đức cách mạng. Hai quần chúng được kết nạp đảng lần này là Lê Cẩm Giang, học sinh lớp 12A2, Trương Thị Kiều Anh, học sinh lớp 12A4. Đây đều là những đoàn viên ưu tú đã nỗ lực đạt được những thành tích ấn tượng trong học tập, rèn luyện, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, phong trào thi đua. Trải qua quá trình bồi dưỡng và thử thách, các em đã khẳng định được tố chất của những đảng viên trẻ, những nhân tố giỏi năng lực và giàu lý tưởng, đủ khả năng đóng góp cho sự phát triển của đảng. Tại xã Túc Trưng, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin huyện Định Quán đã đến thăm và trao tặng 62 phần quà cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Túc Trưng, Phú Túc, Phú Cường, Suối Nho và La Ngà nhân kỷ niệm 62 năm ngày thảm họa da cam ở Việt Nam, 10 tháng 8 1961, 10 tháng 8 2023. Mỗi phần quà là 500.000 đồng tiền mặt do hội vận động các mạnh thường quân trong và ngoài huyện hỗ trợ trao tặng nhằm động viên chia sẻ một phần nào những khó khăn cho các nạn nhân, động viên họ vượt qua những khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Trên đây quý vị vừa đến với bản tin cập nhật của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt.